Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mỹ khắc phục khó khăn hoàn thành tuyển quân năm 2022. Ngành công thương tiếp tục hỗ trợ quảng bá tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Cô giáo có nhiều sáng tạo trong dạy học trực tuyến. Chính sách dân số góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong mục kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, chương trình giới thiệu về những đổi thay qua các hình ảnh của Hưng Yên ngày đầu tái lập tỉnh và hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên và Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu vừa tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm. Dự kỳ họp tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng thành phố Hưng Yên đạt gần 10 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2.200 tỷ đồng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 96 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho người đủ điều kiện đạt sấp xỉ 100%. 8 trên 10 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và một xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp nhận 8 dự án vào đầu tư với tổng vốn trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Bảo Khê. Một số phường xã còn để xảy ra vi phạm mới về xây dựng nhà, công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Năm 2022, thành phố Hưng Yên sẽ thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Bảo Khê, không để phát sinh nợ đọng đầu tư công, triển khai xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu thông qua các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2022, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021, dự toán phân bổ ngân sách năm 2022, tờ trình dự thảo nghị quyết về quy hoạch, kết quả sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Kết quả năm 2021, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 6,94%, tổng thu ngân sách ước đạt trên 330 tỷ đồng, giá trị thu trên 1 hectare đất canh tác ước đạt 228 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 80 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo 1,18%, hộ cận nghèo 1,45%. Các cơ quan hữu quan báo cáo, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giải trình làm rõ những vấn đề được cử tri quan tâm, thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp. Sáng qua tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 và tọa đàm chuyển đổi số động lực từ thanh niên khởi nghiệp. Thông qua các cuộc trao đổi, trò chuyện của các chuyên gia, các nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp, trong hơn 2 giờ đồng hồ, các bạn trẻ tham dự chương trình đã được tiếp cận những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, những khó khăn thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng, những kết quả ban đầu trong thực hiện chuyển đổi số ở Hưng Yên. Buổi tọa đàm đã có những gợi mở đầy hấp dẫn cho các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp từ chuyển đổi số. Các đại biểu mong muốn sau chương trình này, phong trào ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên Hưng Yên tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với nhiều thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự có liên quan đến các ca bệnh gây khó khăn cho công tác tuyển quân, nên huyện Yên Mỹ thực hiện nhiều giải pháp vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Những năm trước, xã Tân Lập là địa phương điển hình cho công tác tuyển quân. Nhưng năm nay, với 2 trường hợp F0, 4 trường hợp F1, F2 là thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân tại Tân Lập đang gặp nhiều khó khăn. Do tình hình dịch bệnh cũng đã làm chậm tiến độ khám tuyển. Sau này hết thời gian cách ly, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức tiến hành làm công tác test nhanh cho các thanh niên. Nếu mà âm tính thì sẽ báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và thực hiện khám tuyển nốt cho các
thanh niên. Năm 2022, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển 210 tân binh. Qua sơ tuyển, có hơn 800 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, nhưng chỉ có hơn 600 thanh niên được khám sơ tuyển. Những trường hợp chưa khám hầu hết có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly y tế theo quy định, tập trung ở các xã Nghĩa Hiệp, Tân Lập, Minh Châu, thị trấn Yên Mỹ. Đảng ủy đã có nghị quyết giao cho từng cấp ủy viên, cho từng cơ sở, từng bộ phận rất chi tiết. Chúng tôi đã động viên các gia đình và các thanh niên tinh thần để chuẩn bị cho những bước tiếp theo là rất thoải mái, tư tưởng phấn khởi. Huyện Yên Mỹ đang được phân loại dịch COVID-19 ở mức độ 3, tức vùng cam, thị trấn Yên Mỹ và xã Nghĩa Hiệp ở mức độ 4, tức vùng đỏ. Bởi vậy, trong mọi khâu tuyển quân, công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Công dân nên trạm sơ tuyển, rồi nên trạm khám tuyển đều được xét nghiệm nhanh COVID-19, chủ động để tiêm phòng đủ 2 mũi đối với số công dân này, tổ chức tuyên truyền để cho các công dân trong diện đủ sức khỏe mà tới đây thực hiện các bước tiếp theo lắm được để tránh tiếp xúc cùng với toàn huyện tham gia vào các cái bước còn lại của tuyển chọn gọi công dân ngũ đảm bảo an toàn. Phát huy tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, huyện Yên Mỹ đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện, sẵn sàng đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành công thương Hưng Yên đã tích cực hỗ trợ các hợp tác xã nhà vườn kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp tiêu biểu bằng nhiều hình thức. Trong đó có việc hỗ trợ tuyên truyền quảng bá các sản phẩm OCOP năm 2020 và 2021. Sở Công Thương phối hợp với thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào hỗ trợ 2 mô hình cho các hợp tác xã và chủ cửa hàng quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP. Đó là cửa hàng kinh doanh nông sản tươi và đã qua chế biến tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên và một hợp tác xã mộc mỹ nghệ tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Hình thức hỗ trợ là trang bị biển quảng cáo, các kệ đựng hàng, truyền thông sản phẩm trên trang website của ngành và các phương tiện thông tin khác kết nối với một số kênh tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, các hợp tác xã, chủ cửa hàng nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, nhập các sản phẩm có xuất xứ và được các ngành chức năng kiểm chứng trước khi đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi hơn. Năm 2022, ngành công thương sẽ hỗ trợ thêm 5 mô hình nữa. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Giang có tổng vốn đầu tư công do huyện quản lý là trên 3.600 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh trên 250 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tập trung gần 55 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất trên 3.280 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tăng thu, kết dư và các nguồn khác 50 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chủ yếu được bố trí các công trình dự án đầu tư, các công trình dự án quy hoạch, hỗ trợ các xã thị trấn, dự phòng các chương trình dự án phát sinh. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được trên 84 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch giao. Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Hưng Yên đã giải ngân đạt 100% nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn. Trong đó, có 31 trên 66 dự án từ nguồn vốn trung hạn với tổng các nguồn đã giải ngân trên 300 tỷ đồng. Năm 2021, Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện 66 dự án đầu tư xây dựng, trong đó hoàn thành 22 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và 35 dự án của năm 2021, hoàn thành đối với 9 dự án năm 2022. 3 công trình trạm biến áp 110 kV có nguồn vốn giải ngân lớn, gồm xây mới trạm biến áp 110 kV bãi sẩy trên 70 tỷ đồng, nâng cấp trạm 110 kV phố nối và Minh Hải trên 50 tỷ đồng. Hoàn thành lắp đặt thay thế và bổ sung tụ bù 9.600 kV-ampe cho các trạm biến áp trung áp và đưa vào hoạt động hệ thống viễn thông liên lạc nội bộ của ngành với 9 km cáp quang và 4 máy chủ, đưa vào vận hành trên 100 km đường dây tải điện trung thế mới và gần 20 km cáp ngầm. Các dự án nêu trên đều hoàn thành và nghiệm thu, đạt kết quả tốt và sớm hơn so với kế hoạch từ 15 đến 45 ngày. Qua đó vừa đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vừa góp phần cung cấp điện, đảm bảo cho khách hàng, tạo nguồn thu cho đơn vị.
Dạy và học trực tuyến cho học sinh, nhất là học sinh lớp 1, đang là vấn đề đặt ra không ít thách thức bởi ý thức tự học của các em chưa cao, khả năng sử dụng các thiết bị điện tử chưa thành thạo. Nhưng có một cô giáo luôn miệt mài sáng tạo truyền lửa cho các em trong mỗi giờ học. Đây là tiết học online của lớp 1C trường tiểu học Hoàng Lê, thành phố Hưng Yên, do cô giáo Nguyễn Ngọc Tuyến làm chủ nhiệm. Khác với nhiều lớp học truyền thống, cô đọc trò ghi, ở lớp học này, cô Tuyến đã vận dụng nhiều phương pháp, công cụ, phần mềm hỗ trợ để việc học online đạt hiệu quả cao, như tạo trò chơi trên các phần mềm, ứng dụng phần mềm Azuta để chấm bài thi và tạo trang Padlet để đưa các hình ảnh của lớp học, bài viết, bài thi của các em học sinh, thư khen ngợi của cô giáo tặng học sinh xuất sắc tiêu biểu, qua đó tạo động lực cho các em học tập lẫn nhau cùng tiến bộ. Ngoài ra, cô còn xây dựng một bài giảng PowerPoint, lồng ghép trò chơi trên slide những câu chuyện cổ tích gắn với những con số cộng trừ. Vì ngày nào học thì cô cũng trò chơi toán, phép cộng phép trừ, ta không thể chán và hứng thú khi học ạ. Học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ, không thể làm chủ được các thao tác trên phần mềm, cũng như tự chủ trong việc học. Đường truyền bị lỗi, các em không theo kịp. Vì vậy, cô đã dành rất nhiều thời gian xây dựng video để đăng trên YouTube. Các con có thể xem đi xem lại. Lúc này các con chưa học được thì các con xem lại, hoặc bài chưa hiểu thì các con xem lại trên video của cô để nắm kỹ kiến thức và nắm chắc kiến thức hơn. Phụ huynh cũng có thể xem qua cái clip ấy để hướng dẫn con cách học. Cả hai vợ chồng chúng tôi thì rất là bận. Tối về thì sau khi mà các con đã kết thúc bài giảng trên lớp của cô thì mở lại những cái bài giảng của cô để xem lại, thì thấy là bản thân mình cũng có thể dựa vào đó để giảng lại cho các con. Không chỉ các bậc phụ huynh có con học ở trường tiểu học Hoàng Lê truy cập vào trang của cô, mà nhiều phụ huynh có con học lớp 1 ở các trường khác cũng vào trang của cô Nguyễn Ngọc Tuyến để hướng dẫn con em mình học tập. Con nhà tôi thì đang học ở lớp 1A trường cao đẳng cộng đồng. Ở trên cái trang dạy học của cô Tuyến, tôi có vào tham khảo cho con học thì các cái hình ảnh và các cái bài học cô hướng dẫn cho các con ấy rất là dễ hiểu và các con rất là ham học và thích học. Hiện kênh YouTube dạy học của cô Tuyến đã có hơn 100 bài giảng toán và tiếng Việt lớp 1, thu hút được hàng nghìn lượt truy cập và bình luận. Cô Tuyến đã có nhiều cái đổi mới, cái sáng tạo trong cái việc dạy học trực tuyến. Không cảm nhận đấy là một cái tiết học, mà đấy là một cái không gian mà thu hút các con bằng các trò chơi, nhận biết chữ, học thuộc vần qua các trò chơi. Qua việc ứng phó với dịch bệnh trong các trường học thì điều đáng mừng nhất là sự nỗ lực nhiệt tình, tận tụy và sáng tạo của nhiều giáo viên để biến sự cứng nhắc của thiết bị công nghệ trở nên mềm hóa, biến những khó khăn thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho các em, mà cô Nguyễn Ngọc Tuyến là một điển hình như thế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 60 năm qua, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, phản ánh nhân ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12. 60 năm thực hiện công tác dân số, đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quy mô dân số từ trên 1 triệu người năm 1997, tăng lên trên 1,3 triệu năm 2013. Tỷ lệ phát triển dân số giảm từ 1,47% năm 1997 xuống còn 0,92% vào năm 2021 và duy trì dưới 1% đến nay. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng, chất lượng dân số từng bước được nâng lên, công tác truyền thông, giáo dục được đẩy mạnh. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số được duy trì và mở rộng. Việc đưa chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào hương ước được thực hiện nghiêm túc, nhận thức, thái độ và hành vi của nhân dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng cao, mô hình mỗi gia đình có 2 con được đông đảo nhân dân chấp nhận. Kết quả này đã tác động tích cực toàn diện đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để thực hiện thành công nghị quyết số 21 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, công tác dân số cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, phải coi công tác dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển, trong đó có giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội,
tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, tích cực giảm sinh để đưa về mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn có góc nhìn tổng quát hơn về sự đổi thay của tỉnh Hưng Yên sau 25 năm tái lập tỉnh. Và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giá điện tại châu Âu đã leo lên mức cao kỷ lục sau khi Pháp, nước thường đi đầu về xuất khẩu điện tại khu vực, phải đối mặt với một mùa đông khan hiếm điện, buộc nhiều ngành công nghiệp nặng tại khu vực phải hoạt động cầm chừng. Giá điện cung ứng tới tay khách hàng vào đầu năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại ở Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Pháp do đối mặt với tình cảnh dừng một lò phản ứng hạt nhân ở nhiều nhà máy điện sẽ phải tìm nguồn nhập khẩu thay vì xuất khẩu điện sang các nước láng giềng. Tình hình thiếu hụt điện năng nghiêm trọng tới mức một số nhà máy đã phải cắt giảm sản lượng, thậm chí ngừng sản xuất. Giá điện tại Đức cũng đã tăng vọt 25% trong đầu tuần qua. Giá tăng trong bối cảnh giá khí đốt có xu hướng bất căng thẳng hơn. Nguồn cung ứng điện tại Đức cũng đang gặp khó khăn do nguồn năng lượng điện gió, điện mặt trời bị hạn chế bởi tính mùa vụ theo năm, trong khi nguồn khí đốt từ Nga bị cắt giảm. Giới chuyên gia nhận định tình hình có thể còn tệ hơn trong thời gian tới. Trung Quốc vừa tiến hành sáp nhập một số công ty, hình thành lên một công ty khai thác đất hiếm khổng lồ nhằm củng cố quyền kiểm soát với ngành công nghiệp họ đã thống trị hàng thập kỷ.
Doanh nghiệp mới sẽ được đặt tên là Tập đoàn Đất Hiếm Trung Quốc. Tập đoàn này sẽ đẩy mạnh việc phát triển các mỏ đất hiếm ở phía Nam Trung Quốc. Số đất hiếm tập đoàn này sản xuất sẽ chiếm khoảng 70% đất hiếm vừa và nặng được sản xuất ở Trung Quốc và khoảng 40% tổng sản lượng đất hiếm, bao gồm cả đất hiếm nhẹ. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố học được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như điện thoại di động, ô tô, thiết bị quân sự. Việc Trung Quốc thống trị ngành này đang ngày càng gây lo ngại. Đất hiếm trở thành tâm điểm chú ý năm 2019 khi Trung Quốc cân nhắc xuất khẩu trong các cuộc chiến thương mại với Mỹ. Nước phải nhập khẩu tới 80% đất hiếm từ Trung Quốc. Chính quyền bang New York, Mỹ vừa thông qua đạo luật mới coi việc làm giả các tài liệu tiêm chủng ngừa COVID-19 giờ đây đã là một trọng tội và có thể khiến người vi phạm phải ngồi tù. Thống đốc bang New York đã chấp nhận coi việc làm giả hồ sơ tiêm chủng COVID-19 là một trọng tội, cảnh báo rằng những cư dân không trung thực về tình trạng tiêm chủng của họ không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ mà còn cho sức khỏe của tất cả những người họ tiếp xúc. Luật này đảm bảo rằng khi New York mở cửa và việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng trở nên quan trọng cho các doanh nghiệp, thì việc giả mạo hồ sơ tiêm chủng sẽ không được dung thứ. Việc làm giả thẻ tiêm chủng COVID-19 có thể bị phạt tù lên đến 1 năm. Hành động giả mạo hồ sơ tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu máy tính có thể bị phạt tới 4 năm. Giới chức Nam Phi cho biết sẽ ngừng các nỗ lực truy vết tiếp xúc của người mắc COVID-19 vì giới chức nước này tin rằng phần lớn dân số của họ đã vừa nhiễm virus. Bộ Y tế của Nam Phi đã gửi một thông tư cho lãnh đạo các tỉnh, trong đó nói rằng chính phủ hiện đã chuyển sang chiến lược giảm thiểu số ca COVID-19 nghiêm trọng. Theo đó, các trường hợp tiếp xúc F0 sẽ tự theo dõi triệu chứng và chỉ xét nghiệm khi phát hiện triệu chứng. Giới chức y tế Nam Phi cũng khuyến cáo những người này nên tránh những nơi tụ tập đông người, phải đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, quan chức này cho biết các biện pháp truy vết vẫn được áp dụng với các ổ dịch lây nhiễm nghiêm trọng hay các trường hợp lây nhiễm trong các môi trường như trường học và nhà tù. Văn phòng công tố viên tại Mỹ vừa ra quyết định truy tố một cựu sinh viên Đại học Boston với cáo buộc đã khủng bố bạn trai bằng hơn 47.000 tin nhắn, khiến nạn nhân sau đó tự tử vì khủng hoảng. Theo đó, nữ cựu sinh viên 23 tuổi đã gửi cho bạn trai tổng cộng 47.000 tin nhắn từ tháng 3 năm 2019. Trong 2 tháng cuối cùng của mối quan hệ, trong đó có nhiều tin nhắn thúc giục người này hãy tự tử hoặc đi chết đi. Người bạn trai sau đó tự tử vào tháng 5 cùng năm do bị khủng hoảng tinh thần. Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng mối quan hệ của hai người kéo dài 18 tháng và không lành mạnh với nhiều hành vi bạo lực bằng lời nói, thể chất và tâm lý của cô bạn gái với nạn nhân. Một tòa án ở Moscow, Nga ngày 24 tháng 12 đã tuyên án phạt công cụ tìm kiếm Google số tiền lên tới 98 triệu đô la Mỹ vì tiếp tục không gỡ bỏ những nội dung không phù hợp với luật pháp Nga. Khoản tiền phạt khổng lồ nói trên được tính theo phần trăm thu nhập hàng năm của Google và đây là mức phạt tối đa áp dụng với hành vi vi phạm nhiều lần. Như vậy, đây là lần đầu tiên Nga áp dụng mức phạt dựa trên doanh thu hàng năm của doanh nghiệp hoạt động tại nước này. Nga cáo buộc nền tảng Internet lớn nhất thế giới không kiểm duyệt nội dung một cách hợp lý và can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga. Phía Google cho hay sẽ nghiên cứu các tài liệu của tòa án và sau đó quyết định những bước tiếp theo. Nga đang siết chặt các quy định đối với nhiều tập đoàn công nghệ và mạng xã hội. Hiện Nga cũng đang xem xét luật quy định các công ty công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng đại diện tại nước này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên, đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2021, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, độ ẩm thấp nhất ngày từ 85 đến 90%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m30, mực nước thấp nhất 0m30. Roxy S Series bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông